Xin chào Thánh một lần nữa. Cảm ơn Chúa đã cho Vũ có cơ hội đứng lên buổi sáng hôm nay trước mặt quý ông bà anh chị em và chia sẻ về cái series mà Vũ đã chọn ra trong 3 tuần. Và tuần vừa rồi thì quý ông bà anh chị em nào có đi thì chúng ta thấy là Vũ nói về cái topic là tại sao những người trẻ họ rời hội thánh. Và tuần này thì mình sẽ chuẩn bị bước vào tìm hiểu cái lý do, những cái lý do. Đây là tuần thứ hai và tuần tới Vũ sẽ có một message nữa về cái vấn đề này, về câu hỏi đặt ra này. Tại sao Vũ lại chọn cái topic này? Tại sao Vũ lại dành ra tới 3 tuần để chúng ta tìm hiểu lý do mà những người trẻ chúng ta rời hội thánh của Chúa? Đây là tâm tình của rất là nhiều những người lãnh đạo, những cái youth ministry, những cái người gọi là youth pastor. Khi mà trong hội thánh của mình nói chung, hoặc là những hội thánh Việt Nam và những hội thánh toàn nước Mỹ, đây là một cái vấn đề rất là lớn đối với hội thánh. Những hội thánh mình thường nói là những người trẻ là the future of the church, là tương lai của hội thánh. Thì nếu mà những người trẻ là những người mà là những người tương lai của hội thánh mà mình dần dần mình mất đi cái tương lai đó thì hội thánh của Chúa sau này sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi đặt ra rất là lớn. Và những người làm cha làm mẹ như chúng ta có con cái thì chúng ta hãy nhớ thường thường cầu nguyện cho chúng nó và nhớ thường thường cầu nguyện về vấn đề này. Như này chứ Vũ sẽ cầu nguyện một lần nữa. Thường thường Vũ sẽ không cầu nguyện trước khi Vũ giảng, bởi vì Vũ thấy khi mà Vũ đứng đây Vũ chuẩn bị một bài giảng thì Vũ đã cầu nguyện rồi, cầu nguyện rất là nhiều để Chúa cho một cái bài giảng mà hội thánh có thể nghe và hội thánh có thể hiểu được, thì cái điều đó Vũ cầu nguyện rồi. Nhưng buổi sáng nay Vũ muốn chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta cầu nguyện cho cái thế hệ thứ hai của chúng ta. Điều đó quan trọng hơn. So giờ này Vũ mời chúng ta cùng nhau cúi đầu. Và Vũ sẽ dành một ít phút cho quý ông bà anh chị em cầu nguyện về vấn đề này. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót hội thánh của Chúa. Xin Chúa thương xót hội thánh của chúng con. Và trước khi chúng con nghe bài giảng của Chúa đặt để lên trên con buổi sáng hôm nay để cho hội thánh của Ngài, xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. Xin Chúa hãy ở cùng những người trẻ trong hội thánh của chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng con là những người đi trước trong đức tin, sẽ là những người ảnh hưởng đời sống của họ, sẽ là những người giúp đỡ họ trong con đường đi theo Chúa của họ. Xin Chúa cầu nguyện cho hội thánh của Chúa ở khắp nơi nơi. Xin Chúa hãy giúp chúng con và giúp tương lai của hội thánh của Chúa. Chúa ơi, điều thật là buồn khi mà nhiều người họ rời hội thánh của Chúa và họ không còn thờ phượng Chúa nữa. Nhưng Chúa ơi, chúng con là những người biết Chúa và thờ phượng Chúa. Chúng con cầu nguyện Chúa sẽ giúp đỡ chúng con. And Father, we pray this morning as we are about to receive your message you've laid in my heart. God, I pray that you will help us, you will help our young people, our young children in the church, that they will grow in their faith instead of wonder, instead of leaving, that they will stay, that they will find meaning in staying, they will find reason in staying, and most importantly, that they will worship you for the rest of their lives, no matter where they are, no matter where they go, no matter the situations. Chúng con cảm tạ Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi chúng ta bắt đầu thì tuần vừa rồi Vũ có đưa một số thống kê về những cái percentage để giúp cho hội thánh chúng ta thấy được là cái tình trạng của những hội thánh ở khắp toàn nước Mỹ. Về cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra là như thế nào, thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để chúng ta quay lại và chúng ta xem cái con số đó.
So it said that there are 70% of people from ages 18 to 22. This is about the age where they enter into college, where they most often leave home, go to a different state, go to a university and pursue their college education. Okay? And in this age range, within the people, within the church, there are about 70%. Okay? That's 7 out of 10 people will slowly walk away from God during those times of their life. Okay? That is a big number. 7 out of 10, you know? And for us, that is important. With such a small church, and I'm looking around, there's 20 of you. I'm counting about 6 of you. Okay? I'm counting about 14 of you are leaving and 6 of you are staying in faithful with your faith. That's a scary number when we put that into perspective. Okay? Là có khoảng 70% những người trẻ từ 18 cho tới 22 tuổi, cái độ tuổi mà họ bắt đầu rời gia đình, độ tuổi họ bắt đầu rời tiểu bang và họ đi đến những nơi xa hơn để họ học college, để họ lấy cái bằng đại học của họ. Thì theo số thống kê cho mình biết là có khoảng, nếu mà mỗi 10 người trẻ trong hội thánh chúng ta đi ra thì có khoảng 7 người trong cái thời gian đó họ sẽ rời hội thánh, họ sẽ ít đi thờ phượng hoặc là không đi thờ phượng và họ sẽ mất đi đức tin, có thể mất đi đức tin sau này luôn. Nhưng mà cũng có một số người họ sẽ quay lại, giống như tuần trước mình đã học. Can you go to the next slide? Chúng ta biết ở trên toàn nước Mỹ có khoảng 350.000 những cái tôn giáo, những nơi mà người ta thờ phượng hàng tuần. Thì ở trong số 350.000 đó thì có 314.000 là những hội thánh của Chúa. There's about 314,000 Protestant churches out of the 350,000 as a whole religious affiliated organization. Okay, có 24.000 hội thánh công giáo và có 12.000 những nơi khác mà người ta thờ phượng, có thể nói là những đạo khác, những cái chùa, những cái nơi mà những người Muslim họ thờ phượng, dân dân và dân dân. Thì we see that there are 24,000 Catholic, 12,000 non-Christian religious affiliated congregation. And so, you know, you see this number, you still see that America as a whole, there's still a lot of Christians in this country. There's still a lot of churches in this country where people go week to worship. Okay? Và chúng ta thấy là hàng tuần trên đất nước Mỹ rất nhiều người vẫn là những người Christian, vẫn là những người Cơ Đốc giáo, những người tin lành thờ phượng Chúa hoặc là họ tin vào tin lành của Đức Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta đừng quên là tuần trước Vũ cũng có nói là mỗi năm có 4.000 hội thánh sẽ đóng cửa so với chỉ có 1.000 hội thánh mới mở cửa. There are about 4,000 churches closed each year when only about 1,000 new ones open its door and establish. And still you see that that's about 3,000 a year that we are losing. And this speak about the faith of our people. This speak about the faith of people in general in America. It is slowly declining. Có nghĩa là Vũ nói là mỗi năm mình thấy mình mất đi 3.000 hội thánh, thì mình thấy là bắt đầu đời sống đức tin của con dân Chúa trên toàn nước Mỹ bắt đầu nó suy sụp, nó dần dần nó mất đi cái sự thờ phượng đó ở trong Chúa. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dành ra thời gian để chúng ta tìm hiểu trong bài giảng hôm nay Vũ sẽ đưa ra 4 lý do. Đây không phải là 4 lý do mà riêng với hội thánh mình không. Quý vị nên nhớ điều đó. Đây, cái bài học buổi sáng hôm nay chúng ta thấy là chúng ta học được những điều mà đang xảy ra và những điều mà những người pastor ở khắp toàn nước Mỹ đang gặp cái sự khó khăn này ở trong cái sự lãnh đạo của họ. Ok? So, chúng ta nên nhớ là đối với Hội Thánh Việt Nam, mình có còn nhiều hơn những cái problem đó nữa. Mình không những có những cái problem này, nhưng mà mình còn cái problem là language. Hai thông ngữ, văn hóa, hai văn hóa, và cũng như là hai cái thế hệ khác nhau nữa. So, đối với Hội Thánh Việt Nam mình còn có nhiều hơn, nhưng mà lý do mà Vũ chọn ra
cái bài học này để chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được và chúng ta có thể làm tốt những gì chúng ta đã và đang làm, và cũng có thể tiến bộ hơn những gì chúng ta chưa làm. Chúng ta phải hiểu điều đó. Bởi vì con cháu của chúng ta, phần lớn đức tin của chúng nó, chúng ta sẽ thấy buổi sáng hôm nay bốn lý do rõ ràng là tại sao đa số những người trẻ họ rời hội thánh. This message that I give this morning is not specifically just about this church. It's about the churches in America as a whole. I'll give four reasons why young people leave the church. Some of you are familiar with. And the thing is, we need to evaluate, we need to examine our church. Because, for you guys have a lot more problem. I'm speaking specifically to people who are Vietnamese because you have generational gap, 2-3 generations. You have language and you have culture barrier. Okay, so that's a problem that we have on top of the four that I'm going to give today. So there's a lot, and I know that there is, but we need to know, we need to examine so that we can move forward. Okay? Can you go to the next slide? Go ahead and open both of them. Okay, thank you. Okay. Lý do thứ nhất, buổi sáng hôm nay, theo cái quyển sách mà tuần vừa rồi Vũ có show quý ông bà anh chị em, nó gọi là Lasting Impact, thì cái cuốn sách đưa ra rất là nhiều lý do, nhưng mà bốn cái lý do mà Vũ lọc ra ở trong cái quyển sách đó, buổi sáng hôm nay, lý do thứ nhất mà tại sao những người trẻ rời hội thánh là hội thánh không phù hợp, những người lãnh đạo có đạo đức giả và thiếu phẩm hạnh. The first reason why many young people leave the church is because that they see that the church is irrelevant. The leaders are hypocritical and the leaders have experienced too much moral failure. Chúng ta cùng nhau xem lời của Chúa nói về cái sự hypocrisy. Tuần vừa rồi mình có nói sơ sơ, nhưng hôm nay Vũ sẽ dùng một số kinh thánh để giúp chúng ta thấy rõ hơn. Nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh thì Vũ mời quý ông bà anh chị em cùng dở ra ở trong Matthew 23 đoạn 5. Đoạn 23 câu 5 và Matthew đoạn 15 câu 8. Vũ sẽ dùng hai câu kinh thánh này để warn. The Bible speak about hypocrisy in the church, all right? In God's people. And when Jesus came, okay, in Matthew chapter 23, verse 5, and chapter 15, verse 8, let's read the scripture together. In Matthew chapter 23, verse 5, it says, everything they do is done for people to see. They make their phylacteries wide and their tassel on their garments long. Speaking about the religious leaders back then, wherever they present in front of the crowd, this is how they dress. Trong Matthew 23 câu 5 có chép, họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài. Những người khi mà Chúa nói về những điều này là nói với những người mà họ lãnh đạo dân sự Israel của Chúa hồi đó. Đây là những người dạy cho người ta luật pháp của Chúa, và thường thường khi mà họ xuất hiện ở trong đám đông á, thì họ mặc như thế này. Họ mặc rất là đẹp. Và ở trong Matthew 15 câu 8 có chép, dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng Chúa Giê-xu đau lòng khi như thế nào không? Khi mà Chúa Giê-xu đi đến nơi mà người ta hồi đó thờ phượng Chúa, mà Chúa thấy cái hoàn cảnh này, Chúa thấy những người lãnh đạo của Chúa chỉ có tôn vinh Chúa bằng môi miệng nhưng lòng của họ cách xa Chúa. So when Jesus was here on earth, when he walked and when he entered into the synagogue and he see that people are worshiping him and the things that they praise him is only with their lips, but their heart was so far apart from them, it broke his heart.
Today, buổi sáng hôm nay, Vũ muốn speak ở trong đây, ở trong Matthew 23 và 15. Đây là những người lãnh đạo. So we look at the people, the leader in our church. Quý vị lãnh đạo ở trong hội thánh chúng ta, Brother Hấn, chú Hòa, bác Hân, ông Quang, ông Long, ông Trung Thạnh. Quý vị là những người sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến với hội thánh và những người trẻ. Quý vị ở trong vai trò lãnh đạo, quý vị có sự ảnh hưởng đó trên đời sống của đức tin, không những của những người trong hội thánh, nhưng mà những người trẻ của chúng ta. So, buổi sáng hôm nay Vũ đặt câu hỏi cho quý vị lãnh đạo. Di sản trong đức tin của quý vị là gì? What is your legacy of faith? Những người trẻ trong hội thánh sẽ nhớ gì và thấy gì trong sự hầu việc của quý vị? What will they remember when young people leave, when young people grow up, when they look at you, when they remember, when your name is mentioned? What will they remember about you? We use an example. Có một cái thí dụ. Chúng ta biết những người, chúng ta là những người đi theo Chúa, là những người Christian. Chúng ta học theo cái gương của ba người trong Kinh Thánh mà chúng ta thường thường học nhiều nhất. Thứ nhất là ông Stephen. Ông Stephen, ổng là người đầu tiên chết vì danh của Chúa. Quý vị có nhớ ông Stephen không? Cái người thứ hai mà chúng ta học nhiều nhất là ông Phao-lô. Và cái người thứ ba mà chúng ta học nhiều nhất là ông Phi-e-rơ, Paul and Peter. Những người Christian chúng ta, khi mà chúng ta nhớ đến những người này, họ cho chúng ta thấy một cái tấm gương đi theo Chúa. Thì buổi sáng hôm nay, những người leader ở trong hội thánh của chúng ta, câu hỏi đặt ra, mình đi theo gương của ai? As leader, who is our good role model? Who are the people that we look up to? Whether you know it or not, cho dù mình biết hay không, những người trẻ trong hội thánh của Chúa ở đây, những người trẻ, họ sẽ xem xét đức tin của quý vị. Và họ sẽ xem những cái công việc làm của quý vị. Whether you know it or not, dù quý vị biết hay không, những người trẻ, tuy họ không nói, nhưng họ sẽ nhìn cái cách mà quý vị đi theo Chúa. So, the first reason is that many young people leave the church because they see that the leaders, they are hypocrites. Họ có sự giả hình. Họ chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng của họ không có Chúa. Cái thứ hai là họ experience too much moral failure, là họ thiếu đi phẩm hạnh của một người đi theo Chúa. Cho nên những người leader trong hội thánh của chúng ta cần luôn 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 cầu nguyện để Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo đường lối của Chúa, và những gì chúng ta làm, môi miệng của chúng ta, sự suy nghĩ và hành động của chúng ta, tình yêu thương của chúng ta, không chỉ ở bề ngoài thôi. Đó là lý do thứ nhất mà tại sao nhiều người trẻ leave the church. Let's go to the next slide. This is unbelievable. The second reason why many young people leave the church is God is missing. Cái điều lý do thứ hai mà nhiều người trẻ rời hội thánh là họ nói là hội thánh thiếu vắng đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này thật là khó tin, đúng không quý vị? Bởi vì hội thánh là nơi mà Đức Chúa Trời ngự trị. Hội thánh là nơi mà chúng ta có thể đến thờ phượng. Hội thánh là nơi mà những người đang bị đau thương, những người đang bị tâm hồn của họ đang bị thiếu vắng. Hội thánh là nơi
cho những người này có thể đi đến tìm kiếm Chúa, tìm được những câu trả lời về những sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng ở đây nói là trên khắp toàn nước Mỹ, theo cái số thống kê, nhiều người trẻ rời hội thánh bởi vì họ thấy Chúa không có trong hội thánh. That's hard to believe. Điều đó thật là khó tin. So câu hỏi đặt ra buổi sáng hôm nay là how can God be missing from the church? How can people experience God when they attend church? So youth, you leave the church because church, God is missing from the church, right? So the questions that we're asking this morning is, how can God be missing from a church? Because God is the church is a place where we can seek God. The church is a place where we worship. So how can God be missing? Làm sao mà Đức Chúa Trời có thể vắng mặt ở hội thánh được? Đức Chúa Trời có vắng mặt không? Câu trả lời, no, Đức Chúa Trời không vắng mặt. Đức Chúa Trời có ở đây. Vậy thì problem ở đâu? Vấn đề là đâu? There are two ways that people are going to see that God is here. Có hai cái thứ sẽ giúp cho nhiều người, nhất là những người trẻ lớn lên trong hội thánh và những người visitor, những người mà khách mời của chúng ta đến và họ thờ phượng chung với chúng ta, họ có thể thấy Chúa ở đây. Có hai. Thứ nhất là trong sự thờ phượng của quý vị. Không phải là hội thánh chung, nhưng mà trong cái cách mà mỗi một người chúng ta thờ phượng. Khi mà một người nào đó mới đến hội thánh lần đầu, hoặc là một người trẻ nào đó nhìn vào cái cách thờ phượng của quý ông bà, anh chị em buổi sáng Chủ nhật, họ sẽ thấy gì? Họ có thấy quý ông bà, anh chị em hát những bài hát này với tất cả mọi tấm lòng của quý ông bà, anh chị em không? Họ có thấy được cái tình yêu thương mà quý ông bà, anh chị em dành cho Chúa khi quý ông bà hiểu được cái tình yêu thương của Chúa dành cho quý ông bà, anh chị em không? Will they see in your worship that God is being adored? Will they see that? Khi mà quý ông bà hát một bài hát nào cho Chúa, thì họ có cảm nhận được cái tình yêu thương và một cái mối quan hệ của quý ông bà, anh chị em đối với Chúa không? Cái đó là cái lý do thứ nhất mà nhiều người nói là họ không thấy Đức Chúa Trời ở đây, bởi vì cái sự thờ phượng nó thiếu vắng đi cái tính chất của sự thờ phượng. Nó thiếu đi cái tình yêu thương của mình đối với Chúa. Mình chỉ đến đây mỗi Chủ nhật tại vì Chủ nhật nào mình cũng đi. Mình chỉ đến đây mình hát tại vì mỗi Chủ nhật nào mình cũng hát. Nhưng mà từ thứ hai cho tới thứ bảy mình có hát không? Cái cách thứ hai mà cho một người từ xa đến, hoặc là những người trẻ của mình lớn lên trong hội thánh thấy Chúa, là qua tình yêu thương. Chúng ta cùng nhau dở ra ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 35 có chép: By this everyone will know that you are my disciple and if you love one another. Right? This is a very common scripture that speak about the love that we should have for one another within the church. Part of the reason why you see that God's missing in the church, God is not missing, but our love is missing. Therefore, it affects the way people see God. And so in John 13:5, Jesus warned his disciple, by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Do you love one another? Ở trong Giăng 13 câu 35, Chúa nói là qua tình yêu thương của chúng ta thì họ biết chúng ta là môn đồ của Ngài. So câu hỏi đặt ra đây là quý ông bà, anh chị em có yêu thương lẫn nhau không? Khi một người nào đó đến với hội thánh, có thấy tình yêu thương đó bày tỏ ra trên mỗi một đời sống của chúng ta hay không? Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 25, trước khi Chúa bước vào gần trong, trước khi Chúa bước lên thập tự, trước khi Chúa bị bắt,
Đây là một trong những lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 25 và câu 26. In John 17 verses 25 and 26, this is one of the few last prayer that Jesus prayed before he entered into the crucifixions. And he speak about love. He speak about Christian love. He speak about brother and sisterly love in Christ. He said, "Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them, that I myself may be in them." His very last prayer is that we as Christian would see that his love, the same love that the Father has for him and the same love that he has for us, is in us. And so, don't be surprised that Christians is demanded to be the most kind of loving people in the world. When something happened, when there's a disaster happened in the world, guess what people are going to look for first? Christian relief organizations, right? Trong sách Giăng đoạn 17, câu 25, câu 26 có chép: "Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từ nhận biết cha, song con đã nhận biết cha và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ ra danh cha cho ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ." Ở đây Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng khi một trong những lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa là Chúa nói cho những người đi theo Chúa, những người đã tin vào cái message của Chúa, họ đã tin vào Chúa là ai, thì Chúa nói với họ là con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ. Có nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta biết được những người Christian của chúng ta có tình yêu thương của Đức Chúa Cha và tình yêu thương của Đức Chúa Con ở trong đó. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha dành cho Đức Chúa Giêsu như thế nào thì tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta như thế đấy. Và chúng ta thấy cái tình yêu thương đó. Và bởi vậy, quý ông bà chị em để ý là mỗi lần mà có chuyện gì xảy ra, một cái thiên tai nào đó xảy ra, mà một cái nơi nào đó đang gặp nạn, thì có rất là nhiều người họ mong đợi những người Christian, những cái organization mà họ tới họ giúp đỡ. Thường thường những cái organization này là những cái Christian organization, it's called Christian Relief Organization, là những cái hội mà họ đã lập nên hồi đó bởi vì tình yêu thương của Chúa dành ra. Và họ là những người khi mà một cái thiên tai nào đó xảy ra, họ là những người đầu tiên sẽ đi đến những nơi đó và họ sẽ giúp đỡ những người đang bị tai nạn. Thì Chúa nói là tình yêu thương là như vậy. Thì đây là hai điều, worship and love, sự thờ phượng và tình yêu thương, sẽ giúp cho một cái người nào đó lớn lên trong hội thánh của mình thấy được Chúa ngự trị ở nơi đây. So the fact that they say that God is missing from church, nó nói lên một điều. Khi mà những người trẻ họ rời hội thánh và họ nói là hội thánh thiếu vắng đi sự hiện diện của Chúa, nó nói lên một cái hình ảnh của hội thánh khác ngược cái hình ảnh mà Chúa muốn hội thánh mình có. Ở trong Roma đoạn 2 từ câu 21 cho tới câu 24 có chép như vậy: "Vậy người dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình, ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại như lời đã chép." Ở đây Vũ muốn chúng ta nhìn lại câu 24 có nói là: Vì bởi các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại như lời đã chép. Những người trẻ khi mà họ
không thấy cái tình yêu thương bày tỏ ra ở trong hội thánh, thì họ suy nghĩ sao về Đức Chúa Trời? Danh của Chúa bị ảnh hưởng bởi vì những việc làm của chúng ta. Khi chúng ta nói chúng ta là một người cơ đốc nhân, thì chúng ta cũng nên nhớ những người ngoại sẽ xem xét chúng ta một cách rất là rõ ràng và kỹ càng. Điều thứ ba mà tại sao những người trẻ họ rời hội thánh. Can you go to the next slide, please? Legitimate doubt is prohibited. Hard question receives slam dunk answer. Okay. Điều thứ ba mà cái survey ở đây nói, cái thống kê ở đây nói là nhiều câu hỏi đặt ra hoặc những điều khó hiểu trong Kinh Thánh không được giải đáp thỏa đáng. Những quý vị nào là những người lớn lên trong nhà thờ từ còn nhỏ, không phải chỉ ở hội thánh này không, nhưng mà ở hội thánh ở đâu cũng được. Khi mà quý vị là những người mà lớn lên trong hội thánh khi quý vị còn nhỏ, thì chắc quý vị có rất là nhiều câu hỏi. Thì cũng như những người trẻ ở đây, họ có rất là nhiều câu hỏi về đức tin. Thí dụ như, làm sao mình biết Đức Chúa Trời có thiệt? Làm sao mình biết chỉ có một đấng tạo hóa? Làm sao mình biết Kinh Thánh là hoàn toàn đúng? This one particular area is tricky, and it is the key to youth ministry. This is why I spend so much time allowing you guys ask me questions. Because I want you to understand why you believe certain things that you believe. I want you to wrestle. Because only through wrestling, you understand why you believe. And many people, they say that they leave the church is because they don't, their legitimate doubt is prohibited. They can't ask certain questions. It's just not very welcoming at church. And so they leave. Nếu một ngày nào đó có một người trẻ ở trong hội thánh bước đến gần quý vị và hỏi những câu hỏi rất là khó trong Kinh Thánh, và trong Kinh Thánh có những câu hỏi rất là khó, những câu hỏi mà thường thường mình không dám đem ra, và có nhiều khi quý vị cũng không biết câu trả lời trong những câu hỏi đó nữa. Nhưng ở đây một điều quan trọng mà Vũ muốn nhắc nhở hội thánh chúng ta, khi mà một người trẻ bước đến gần quý vị và hỏi những câu hỏi đó, quý vị nên nắm bắt cái cơ hội này. Quý vị nên nhớ khi mà họ hỏi những câu hỏi đó, thì họ đang cần những người lãnh đạo họ, hướng dẫn họ bước đi trong cái đức tin. Họ đang cần những câu trả lời. Không phải là những câu trả lời mà, ồ tại vì Kinh Thánh nói vậy. Không phải vậy không? Họ muốn tìm hiểu hơn. Tại sao Kinh Thánh ở đây nói vậy? Mà sao ở đây Kinh Thánh cũng nói vậy? Thế thì mình tin như thế nào? Khi những câu hỏi khó đó đặt ra, thì có nhiều hội thánh mà lý do mà nhiều người trẻ họ dần dần họ rời hội thánh bởi vì những điều này không được đặt ra, không được trả lời một cách thỏa đáng, và thường thường họ bị ignore. Cho nên những cái điều mà họ cần biết trong đức tin, họ không được câu trả lời. Cho nên họ nói, vậy thì ở đây làm gì? Cho nên Vũ khuyến khích những người trong hội thánh chúng ta là những người đã bước đi với Chúa lâu năm. Khi quý vị có được một cơ hội, khi những người trẻ hỏi quý vị những câu hỏi, đây là một cơ hội rất là lớn giúp cho quý vị, để quý vị có thể giúp cho chúng nó hiểu được tại sao quý vị đã đi theo Chúa mấy chục năm rồi mà quý vị vẫn tin. Tại sao trong Kinh Thánh có những điều rất là khó mà quý vị vẫn tin. Nó muốn biết lý do đó. Chúng nó muốn biết những lý do đó. Và đó là cơ hội cho quý vị. Nhưng có nhiều nơi, nhiều hội thánh, họ không làm vậy. Cho nên những người trẻ, họ rời hội thánh.
Bởi vì họ không có những câu trả lời mà họ đang tìm hiểu. Họ cảm thấy những người ở trong hội thánh không thực sự quan tâm. Tại vì có những câu hỏi rất là khó. Thí dụ, mới gần đây Vũ chia sẻ với lại những người trẻ trong hội thánh chúng ta. Vũ muốn hỏi câu hỏi buổi sáng nay. Có khi nào quý vị doubt, nghi ngờ cái tình yêu thương của Chúa dành cho quý vị chưa? Sometimes we have doubt, right? Sometimes mình có những cái sự nghi ngờ về tình yêu thương của Chúa trên cái đời sống của mình. Mình nói là Chúa luôn luôn yêu thương mình. Thì câu hỏi của những đứa trẻ nó đặt ra sometimes, và quý vị cũng đặt ra sometimes, là tại sao nếu mà Chúa yêu thương tôi mà hoàn cảnh đời sống của tôi lại khó như vậy? Tại sao Chúa yêu thương tôi mà hoàn cảnh gia đình của tôi, hoàn cảnh công việc làm của tôi, hoàn cảnh sức khỏe của tôi lại bị như vậy? Does God love everybody the same way? Chúa có yêu thương mọi người giống như nhau không? Tại sao Chúa lại thử thách tôi nhiều hơn người khác? Đây là những câu hỏi rất là khó. Nhưng đây là những câu hỏi để cho quý vị có cơ hội, những người đã bước đi trước trong đức tin. Nếu quý vị trả lời được những câu hỏi này, mà nó giúp cho quý vị bền vững đức tin cho đến ngày hôm nay, thì đó là một khích lệ rất là lớn cho những người nhỏ trong hội thánh chúng ta. Họ muốn biết những điều này. Nhưng nhiều hội thánh khắp nơi không trả lời những câu hỏi này, mà chỉ nói, the Bible says so. Next one. The last reason, buổi sáng hôm nay, one of the last reasons why young people leave the church this morning is that they are not finding the community. Young people in the church are leaving the church because they can't seem to find a community, a place where they belong, a place where they feel welcome, a place where they feel love. What we are talking about when we're talking about a community, what is community? The community we're talking about here is a place where people share something in common. Community is a place where people feel safe, they feel loved, they feel belonging, a place where they commit their lives, a place where they encourage one another, they rejoice together in the good things, and they weep together in the hard things. That's community. Where they can feel freely to express themselves in their struggle, knowing that the people in this community truly care and deeply love them. That's community. We talked about last week knowing each other. This is what it means. It's a community. Only through community may I then know you deeper. Lý do thứ tư mà nhiều người trẻ họ rời hội thánh thì bởi vì họ không tìm được một cái cộng đồng ở trong hội thánh. Họ không tìm được một cái nhóm mà họ cảm thấy là họ belongs to. What is a community? Cộng đồng là gì? Cộng đồng là nơi mà họ chia sẻ chung một cái niềm tin. Cộng đồng là nơi mà chúng ta trao nhau cái đời sống của chúng ta chia sẻ với nhau cái đời sống của chúng ta. Cộng đồng là nơi chúng ta an ủi, nâng đỡ. Chúng ta cùng nhau vui mừng khi Chúa ban phước một cái điều tốt đẹp lên trên đời sống chúng ta. Và chúng ta cùng nhau khóc khi một điều khó xảy ra trên đời sống của chúng ta. Cộng đồng là nơi mà quý ông bà anh chị em cảm thấy an toàn, cảm thấy mình được yêu thương,
Tuần vừa rồi chúng ta có nói về sự khác biệt giữa biết một cái gì đó và thật sự biết cái điều đó. Quý ông bà anh chị em có nhớ Vũ nói là Vũ có thể biết cái người đó tên gì trong hội thánh mình, hoặc cái người đó có thể biết Vũ tên gì trong hội thánh mình, nhưng họ có biết Vũ thích gì không? Hoặc Vũ có biết họ thích gì không? Cái từ biết ở trong Kinh Thánh, Chúa muốn nói cho con dân của Ngài biết là Chúa muốn họ biết Chúa một cách thân mật. Biết Chúa không phải biết theo như mình biết ông Tổng thống Obama, nhưng mà biết Chúa thích gì, biết Chúa là ai, biết Chúa rõ ràng. Thì cũng giống như những người trẻ ở trong hội thánh, họ muốn biết và họ muốn được biết. Họ muốn chia sẻ những cái điều khó khăn trong đời sống của họ, trong đức tin của họ. Họ muốn biết được tự do, họ muốn được tự do để họ có thể chia sẻ những điều khó khăn đó, để họ được nâng đỡ. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần có một cái cộng đồng. Và những người trẻ ở khắp toàn nước Mỹ bây giờ, nếu quý ông bà anh chị em để ý, khi mà họ giữ cái một hội thánh nào đó, điều đầu tiên trước khi họ chọn một hội thánh, họ sẽ hỏi: Do you have a small group? Do you have a community? Họ sẽ hỏi là: quý ông bà anh chị em, có những cái nhóm mà dành cho lứa tuổi của tôi không? Có những cái chương trình, những cái giờ mà ngoài thời gian trường chủ nhật ra không? Họ sẽ hỏi những điều đó. Bởi vì họ muốn tìm được một cái community mà những người thật sự muốn biết họ, những người thật sự mà chúng ta có thể nói là anh em của mình. Mình nói mình là anh em với nhau trong Chúa, nhưng thật sự mình biết bao nhiêu về anh em của mình? Đó là lý do mà Vũ đã chọn ra cái passage ở trong Roma đoạn 12. Buổi sáng hôm nay chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là ở trong Roma đoạn 12 từ câu 9 cho tới câu 21, Chúa dạy chúng ta là về cái hình ảnh của cái sự yêu thương là như thế nào. Thì trong cái đoạn Kinh Thánh đó, cái hình ảnh của sự yêu thương nó dành cho hai nhóm người. Từ câu 9 cho tới câu 13 thì nó dành cho những người ở trong hội thánh. Từ câu 14 cho tới câu 21 nó dành cho những người lân cận, những người không phải ở trong hội thánh. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để học những câu Kinh Thánh này, để chúng ta thấy rõ ở trong Roma 12 từ câu 9 cho tới câu 13, Chúa dạy cho những người là những người anh em của chúng ta chung với nhau trong một hội thánh là cái tình yêu thương của chúng ta như thế nào. It said that Romans 12 verse 9 through 13, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourself, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. This is why community is necessary. Community is a place where you can practice love, and love must be sincere. And love hates what is evil. This is a place, a community where you can get together. That's why it says in verse 10, be devoted to one another in love. Community is not my idea. Community is God's idea. When God saves you, He puts you in a community for a very specific reason. It's where you can practice love and where you can be loved. It's important. Honor one another above yourself. Do you? Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervent serving the Lord. When we love, we serve when we love. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Once again, weep with those who weep, rejoice with those who rejoice. Share with the Lord people who are in need, practice hospitality.
beautiful pictures of love, beautiful pictures of community. If the church wants to attract you guys, if there is any reason for you guys to stay, it is the community. Think about it. Why are you staying here? Isn't it the people you know? Isn't it the people you love? Ở trong Roma đoạn 12 từ câu 9 tới câu 13 có chép: lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Cộng đồng mà Chúa đặt ra, khi mà Chúa cứu quý ông bà anh chị em xong rồi, Chúa đặt để quý ông bà anh chị em ở trong một hội thánh để chúng ta có thể practice cái tình yêu thương, và để chúng ta có thể cảm thấy được cái tình yêu thương ở trong vòng anh chị em của chúng ta. Chúa không có save chúng ta để rồi chúng ta có thể ngồi ở nhà mà thờ phượng Chúa, không đâu. Not. That's why we're here on Sunday. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhóm lại với nhau mỗi buổi sáng Chủ nhật. Tại vì ở đây là một cái cộng đồng của chúng ta. Ở đây là nơi mà chúng ta có thể cảm thấy được cái tình yêu thương. Trong câu 9 có chép: lòng yêu thương phải cho thành thật. Lòng yêu thương phải gớm sự dữ mà mến sự lành. Câu số 10: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Khi chúng ta yêu thương Chúa, chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta hầu việc nhau. Bởi vậy khi mà Chúa, Đức Chúa Trời, ở trong đêm mà Ngài có bữa ăn cuối cùng với các thánh đồ trước khi Ngài ban phát tiệc thánh, Ngài đã làm gì? Ngài rửa chân cho môn đồ của họ. Ngài rửa chân cho môn đồ của Ngài bởi vì Ngài muốn dạy họ. Ngài muốn dạy họ trong cái sự hầu việc là phải biết lấy lẽ mà kính nhường nhau. Đừng suy nghĩ mình hơn một người nào đó. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Trong đời sống của quý vị sẽ có sự vui, sự mừng, và sẽ có sự thử thách, và sẽ có hoạn nạn. Nhưng khi chúng ta có một cộng đồng, chúng ta cầu nguyện cho nhau, đó là một điều tốt đẹp. Chúa nói phước cho những người nào khi mà họ gặp hoạn nạn có được một người bạn lắng nghe. Ở trong thế gian, cũng giống như những người trẻ họ lớn lên trong hội thánh, một điều mà họ cần thấy, chút xíu Vũ sẽ dùng những cái statistics chỉ cho quý ông bà anh chị em, nhưng một điều mà những người trẻ họ cần thấy nhất là cái tình yêu thương đó bày tỏ ra qua đời sống của chúng ta với nhau. Đó là lý do mà họ sẽ ở lại. Bởi vì ở đây họ biết họ được yêu thương. Ở đây họ biết có những người sẽ chia sẻ cùng họ. Nếu mà ở đây không có, họ sẽ không ở lại. Đây là một lý do lớn nhất mà những hội thánh Mỹ đang gặp khó khăn. Bởi vậy, cho nên nhiều hội thánh Mỹ bây giờ họ có rất là nhiều cái community và small group. Đó là lý do. Họ dần dần mất đi những người trẻ bởi vì lý do này. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta cũng có những điều rất là tốt, những niềm hy vọng rất là vui. Trước khi chúng ta bước vào tuần tới, thì Vũ muốn cho quý ông bà chị em biết một số thống kê rất là tốt để chúng ta có thể thấy được Chúa vẫn đang làm việc trên đời sống. Chúa không rời bỏ con dân của Ngài. Chúa không rời bỏ những người trẻ này. Nhưng chúng ta phải biết làm cách nào.
chúng ta phải biết chúng ta có thể làm gì để thay đổi những điều này. Not all youth leave the church because they are purely evil or haters of God. Some of them leave because they don't see the picture that the Bible paints in the life of the church. This is something that we can change. It's not hopeless. This is something that we can change. Có một số thanh niên rời hội thánh bởi vì họ muốn theo thế gian. Điều đó Vũ không nói. Nhưng có một số thanh niên họ rời hội thánh không phải vì họ muốn theo thế gian, nhưng họ không thấy những cái hình ảnh mà trong Kinh Thánh dạy được bày tỏ ra qua đời sống của hội thánh. Cho nên hội thánh, buổi sáng hôm nay, đây là những điều mà chúng ta có thể thay đổi. Và nếu chúng ta có thể thay đổi thì chưa chắc gì con em chúng ta sẽ rời hội thánh. According to LifeWay recent research, there are some really good news. Among church drops out who are now at the age 23 to 30. So after you guys finish your college education. 23 to 30. 35% currently attend church twice a month or more. This is the result of encouragement from other people. So along the way, once you finish your college education or so, some people might drop along the way and encourage you to go back to church. And they said that 35% of you will return. And that's good news. Young adults return to church when they feel the desire or sense God's calling back. Yes, God still loves you and He's still going after His lost sheep. Relationships are often glued that people in church serve as the attraction to begin attending again following a period of absenteeism. Many people are deeply influenced by friends and loved ones. Relationship, community is what going to keep you at the church. I said it and I will say it again. If you don't feel belong here, you won't stay, and I know it. If you attend a church and you don't feel belonging, you don't feel like you find a community, you won't stay. And that's why we need to build community within the church. Theo một cái thống kê của LifeWay gần đây, có một cái statistic nó rất là tốt, có một cái thống kê rất là tốt là Vũ nói là có 7 người trong 10 người, 70% những người trẻ chúng ta rời hội thánh. Thì LifeWay họ làm một cái research thì họ nói là những người từ độ tuổi 23 cho tới 30 thì có khoảng 35% họ sẽ quay lại. Họ sẽ đi thờ phượng Chúa 2 lần một tháng hoặc là nhiều hơn. Mà cái lý do mà họ sẽ quay lại là bởi vì có những người xung quanh họ nâng đỡ họ, kêu gọi họ quay lại hội thánh. So, một người bạn của chúng ta hay là gì đó khuyến khích chúng ta đi hội thánh, thì những người này họ sẽ đi lại. Và hội thánh, những người trẻ họ quay lại hội thánh bởi vì họ bắt đầu họ cảm nhận được cái sự kêu gọi quay lại của Chúa. Điều đó chứng tỏ rằng Chúa vẫn làm việc ở trên đời sống của mỗi một người. Chúa vẫn làm việc trên đời sống của những người trẻ. Chúa không rời bỏ chúng ta. Chúa không rời bỏ họ. Khi họ ra đi, Chúa vẫn tiếp tục làm việc và kêu gọi họ sẽ quay lại. Và ở đây, thống kê của LifeWay có nói, hồi nãy Vũ nói là community, cộng đồng là quan trọng nhất. Thì LifeWay họ nói là relationship are often glue that keep people in church. Họ nói là những cái mối quan hệ mà những người trẻ mà họ gây dựng được ở trên hội thánh là một trong những lý do chính mà họ ở lại và họ hầu việc, là qua những cái mối quan hệ mà họ có với nhau, qua cái mối quan hệ mà họ có với quý ông bà anh chị em mà họ sẽ ở lại. So đó là bốn cái lý do mà chúng ta nên cần cầu nguyện, chúng ta nên cần xem xét lại bốn lý do này, tại sao hội thánh của Chúa dần dần mất đi những người trẻ và hội thánh của chúng ta, những người ở đây có thể làm được những gì. Tuần tới
chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ học thêm một tuần nữa. Chúng ta sẽ học hỏi làm đi những cách nào mà Hội Thánh của Chúa có thể thay đổi và có thể mang lại những người trẻ này, có thể đem lại cho họ niềm hy vọng về Hội Thánh của Chúa và mang họ lại, nhất là những nơi họ đi, tuy là họ đi đâu, họ vẫn nhớ đến hình ảnh của Hội Thánh và họ nhớ đến hình ảnh của Chúa và họ hầu việc Chúa. Và câu nói cuối cùng Vũ đặt ra buổi sáng hôm nay, bởi vì Vũ tin vào câu nói này với tất cả những gì Vũ thấy được ở trong Youth Ministry. Trong những năm mà Vũ hầu việc Chúa ở đây, trong những năm mà Vũ hầu việc những người trẻ, thì điều này rất là quan trọng. Và Vũ tin vào điều này, là quý ông bà anh chị em không có quyền xét đoán. Quý ông bà anh chị em không có quyền xét đoán đời sống của những người trẻ này. Nếu quý ông bà anh chị em không có quyền xét đoán đời sống của những người trẻ này, nếu khi họ ở đây, quý ông bà anh chị em không bỏ thời gian, không bỏ ra sức lực của mình để mang lại những cái điều tốt, những cái ảnh hưởng tốt lên trên đời sống của họ. Quý ông bà anh chị em có quyền, Chúa cho quý ông bà anh chị em có một cái opportunity, có một cái quyền ở trong Hội Thánh để có thể đem lại những cái điều ảnh hưởng tốt cho những người trẻ này. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em không làm gì, thì quý ông bà anh chị em không có quyền xét đoán họ. Điều đó có lẽ rất là khó, nhưng những người trẻ này họ sẽ lắng nghe khi họ thấy quý ông bà anh chị em thật sự lo và yêu thương họ. Nếu mà quý ông bà anh chị em không lo, không yêu thương họ, quý ông bà anh chị em nói họ không nghe đâu. Vũ biết. Cho nên đây là một cái challenge cho nhiều hội thánh. Đây là một cái challenge cho hội thánh của chúng ta nữa. Làm thế nào mà chúng ta có thể xây dựng một cái cộng đồng để cho những người trẻ họ lớn lên ở đây, khi họ, tuy họ đi ra, họ vẫn nhớ đến cộng đồng này, họ vẫn yêu thương cộng đồng này. Hoặc chúng ta làm thế nào để cho cái cộng đồng này tốt hơn, để họ có một lý do họ ở lại. Khi mà một người chọn một cái college, khi mà một người chọn một cái ngành nghề nào đó, những người trẻ của chúng ta trong Hội Thánh, họ là những người ở trên nước Mỹ, họ có rất là nhiều lý do, họ có rất là nhiều option để họ đi. Và chúng ta là đang ở một cái nơi rất là nhỏ. Cho nên quý ông bà anh chị em nên biết, Vũ hồi đó đã chọn đi học ở đây. Vũ chọn một cái ngành nào đó và Vũ chọn, và Vũ ở đây cho đến bây giờ là bởi vì Vũ có cái mối quan hệ với Hội Thánh ở đây và Vũ có được cái sự kêu gọi ở đây. Bởi vì khi mà Vũ đi học college có rất là nhiều option, có những cái ngành nghề và muốn, cũng có nhiều nơi offer job, nhưng mà mình phải dời đi tiểu bang khác để làm việc. Nhưng mỗi lần Vũ suy nghĩ với những cái điều đó, mình chọn cái job nào, mình đi đâu, mình học gì, Vũ luôn luôn cảm thấy Chúa đặt để cái Hội Thánh ở đây trong lòng của Vũ. Và đó là lý do mà Vũ ở lại. Cho nên Vũ biết con trẻ của Hội Thánh của, ở trong Hội Thánh chúng ta có rất nhiều lý do để đi ra, để đi học. Đó là những lý do tốt. Ngành nghề gì, đó là những lý do tốt. Nhưng ở đây có những người Chúa sẽ chọn đặc biệt, và Chúa sẽ kêu gọi họ từ bỏ những điều đó và hầu việc Hội Thánh của Chúa. Nhưng họ phải cảm biết được đây là một cái cộng đồng mà họ có thể tin tưởng và yêu thương. Điều đó rất là khó. Cho nên sáng hôm nay Vũ muốn chia sẻ cái tấm lòng của một người lãnh đạo những người trẻ. Vũ muốn cho quý ông bà anh chị em là những người cha mẹ biết về những điều này,
những cái lý do mà tại sao con trẻ chúng ta rời hội thánh. Để khi mà chúng nó rời hội thánh, quý bạn chị có thể nhìn lại những gì mình đã làm. Mình có thể biết được những lý do đó và mình có thể cầu nguyện cho chúng nó. Tuần tới chúng ta sẽ quay lại và chúng ta học hỏi thêm về những cái gì chúng ta có thể làm. Từ hôm nay có thể giúp đỡ chúng ta để khi con em của chúng ta đi, chúng nó trở thành những người yêu thương Chúa. Cho dù chúng nó đi đâu, chúng nó cũng sẽ tìm một cái cộng đồng mới, tìm những anh em mới trong Chúa và thờ phượng.